Thưa quý vị và các bạn, tình trạng cháy rừng tại tỉnh bang British Columbia của Canada đang ngày càng trở nên tồi tệ, khiến giới chức địa phương phải ban bố cảnh báo về chất lượng không khí và lệnh sơ tán người dân. Theo Reuters, hiện có 193 đám cháy đang bùng phát tại khu vực, buộc khoảng 1.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Bộ Môi trường Canada cảnh báo khói từ cháy rừng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng không khí tại thành phố lớn nhất tỉnh bang này là Vancouver. Cháy rừng ở hai bang Oregon và Idaho của Mỹ được cho là nguyên nhân gây ra khói. Theo chỉ số chất lượng không khí thế giới hôm 11 tháng 9, Vancouver có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới. Tập đoàn quản lý đường ống dẫn dầu Charles Morton cho biết 350 người dân tại Omahin Camp đã được sơ tán an toàn. Đám cháy không ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển khoảng 300.000 thùng dầu mỗi ngày qua tuyến đường ống dẫn dầu tại đây.